Xin chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và thông báo với anh em đó là Hà Nội đã chuyển thu rồi. Hiện tại tầm 20 độ. Ngồi trong nhà mà mở cửa sổ ra thì vẫn phải mặc cái áo len như này. Đây là thời tiết rất hợp lý để anh em có thể ăn mặc đẹp này, xịt nước hoa này và có người yêu. Và nếu như anh em chưa có người yêu thì hãy làm tốt hai bên trước. Đó là anh em hãy ăn mặc đẹp và xịt nước hoa thơm. Và như cái điều đề thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một chai nước hoa cực kỳ là đặc biệt. Nếu như những bạn nào thích những cái mùi hương nịnh mũi ngọt ngào ấm áp vào mùa đông và được nhiều người khen thì đây không phải là video dành cho anh em có thể ấn nút X to đủ ở trên này. Còn nếu như bạn vẫn xem video đến đây thì xin chúc mừng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu thế giới của những người chuyên cần. Chai nước hoa mình nhắc tới trong ngày hôm nay đó chính là Kinski, một chai nước hoa có lẽ là chắc ở Việt Nam chỉ có những người chơi nước hoa mới thực sự biết thôi. Còn các bạn tìm mua thì gần như là không có, chỉ có order thẳng từ nước ngoài, order thẳng từ hãng thôi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu hai cái thông tin trước khi đi vào việc review mùi hương cũng như là về cái thiết kế của chai nước hoa này. Cái điểm đầu tiên mà các bạn cần biết về chai nước hoa này đó là tên của nó là Kinski, của thương hiệu Kinski luôn. Và ông perfumer này thì ông làm ra hẳn cái thương hiệu để chỉ sản xuất riêng một chai nước hoa này thôi. Có nghĩa là trong cái brand này thì chẳng có gì ngoài một chai nước hoa này. Và chai nước hoa này thì được ra mắt nhân kỷ niệm 20 năm ngày mất của một nam diễn viên khá nổi tiếng, đó chính là Klaus Kinski. Các bạn, mình sẽ để cái hình ở đây để cho các bạn xem là các bạn có biết mặt ông này không nhá. Cái điều số 2 là chai nước hoa này có hương cần sa. Mình sẽ nói qua một chút về cần sa. Cần sa nó có hai hình thức, đó là đầu tiên nó là cần tươi và cần đã thành phẩm, có nghĩa là đã qua gọi là sơ chế hay là đã qua sản xuất để thành các loại cần mà các bạn có thể thường ngửi thấy ở ngoài đường. Thường thường mình thấy rằng là cái việc mà các bạn nhận biết được cái mùi hương cần ấy chủ yếu là do người khác hút và cái mùi rất là khét, rất là ngái đó. Còn cái mùi cần tươi thì trong mình nghĩ là ở Việt Nam thì không quá là nhiều người biết, tại vì ở Việt Nam cần sa vẫn là một thứ đang bị cấm. Còn nếu như ở nước ngoài, ở một số nước hay một số bang của Mỹ thì người ta đã cho sử dụng cần sa rồi, thì các bạn có thể biết qua. Ở đây mình sẽ nói về những cái khía cạnh làm cần sa ở trong nước hoa. Thứ nhất, cái mùi mà các bạn có thể ngửi thấy ở trong cần sa nó cũng giống như ngoài đời, đó là mùi khói khét cực kỳ rõ. Cái thứ hai đó là mùi ngái xanh. Cái thứ ba đó chính là cái nét hơi hôi và kiểu hôi hôi kiểu động vật ấy, kiểu animalic ấy. Cái thứ tư đó là nét tanh. Nếu như bạn nào đã ngửi qua những cái mùi cần tươi ấy, mà nó hái gọi là theo như mình biết hình như là chưa đủ ngày hay là đủ ngày gì đó thì nó sẽ có một cái nét tanh. Và cái thứ năm đó là cái cảm giác kiểu bẩn ướt ướt, đấy là mùi cần tươi. Còn mùi cần khô thì nó sẽ kiểu khô và khét hơn. Thì đó là những cái khía cạnh mà mình nhận biết được khi mà mình ngửi cái mùi cần tươi và cái mùi cần khô. Thì tại vì mình đã có làm ở trong cái lĩnh vực nó cũng hơi đặc điểm một chút nên là mình đã ngửi qua cái mùi cần tươi cũng như là mùi cần khô rồi. Thì đây là mình chia sẻ với các bạn để trước khi vào để review cái mùi hương này. Ngoài ra nếu như bạn nào đã ngửi qua chai nước hoa rồi thì các bạn đã thấy thêm một cái nét nữa, đó là nét cay cay. Nhưng cái nét cay đấy mình nghĩ là do khói nó tạo nên, nên là cái việc có cay thì nó cũng chỉ là chút ít thôi, chứ nó không phải cay những cái nốt hương gia vị. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi đến phần ngoại hình. Như các bạn thấy, chai nước hoa này nó có một cái thiết kế trông rất là đều. Tóm lại là về cái phần ngoại hình này thì mình chấm chắc là tầm 3/10 điểm. Thứ nhất là chai thì bằng thủy tinh và cái phần chữ logo thương hiệu là chữ K ở đây thì họ sẽ làm bằng cái kiểu một cái lớp mạ sơn màu vàng và ở ngoài thì làm một cái lớp sơn hơi kiểu bóng một chút màu đen. Và cái lớp này thì các bạn có thể thấy trên hoa này của mình nó bị bung ra. Nhưng cái bung ra này là tại vì thằng cu em mình là nó cầm trên hoa này là dán băng dính vào, tại vì cái chai này không có nắp. Nên là khi dán băng dính vào để nó giữ cái lõi giấy đây này, cái lõi giấy như này, thì khi mà giật ra phát thì nó sẽ bay hết cả cái lớp sơn này. Tóm lại là về cái phần ngoại hình trên hoa này tệ vãi chưởng. Bên cạnh đó thì các bạn sẽ có một cái vòi, phải gọi là như một cái vòi fake, còn không bằng vòi ở trên hoa fake cơ. Cái vòi này mình nghĩ là nhớ là từ thời những cái chai Quick Enter, những cái năm kiểu 11, 12 thì mình đang sử dụng cái vòi này. Còn bây giờ thì gần như là chả bao giờ sử dụng cái vòi nữa. Thì cái phần ngoại hình phải nói là siêu tệ. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với phần mùi hương. Mùi của cần thủ, mùi của những thanh niên chuyên cần. Một xịt thôi thì các bạn thấy ngửi thấy mùi hương này luôn à. Khi bạn xịt mùi hương ra, cái mùi đầu tiên các bạn nhận thấy đó là một cái mùi ngái. Ngái cực kỳ rõ, nó như kiểu là mùi của, không biết là các bạn nào đã lần đầu kiểu cái cảm giác lần đầu các bạn ăn trứng ngải cứu mà nó bị cháy.
Đấy, cái mùi này nó giống và nó có một cái nét xanh cũng như là một cái nét kiểu ẩm, bẩn bẩn bẩn. Ở trên da thì cái mùi hương tốt nốt của nó còn ra cái nét kiểu hơi tanh tanh, xong rồi bị hôi hôi, như kiểu mùi của mấy con động vật, mà mùi da của các động vật xong rồi nó di chuyển nhiều trong ở cái những cái vùng kiểu sát nách hay là vùng sát chân nó ấy. Đó mà là ở những cái khu chỗ gấp khúc ấy thì mùi nó kiểu như kiểu mùi hôi khô ấy. Phải nói là đây là một cái tốt nốt rất đặc biệt và gần như là nó sẽ không dành cho số đông, một cái mùi rất là dị, rất là gọi là quái gở. Có thể với một vài bạn hay hút cần thì các bạn thấy cái tốt nốt này nó tươi quá và nó không giống với cái mùi cần bạn hay hút, nhưng mà với mình đây là mùi cần tươi nhá. Và khoảng tầm 15 phút trên da thì các bạn sẽ nhận được một cái điều mà các bạn mong muốn, đó là một cái nét khói tối u uất, xong rồi nó khét lẹt kết hợp cùng với mùi cần tươi, nó tạo nên một cái cảm giác như là các bạn đang đứng giữa một cái vườn cần trồng cần, và ngay bên cạnh thì đang có một thằng nó đang cuốn và rồi nó hút. Thì đấy, cái mùi đấy, mùi cần tươi lẫn mùi khói và mùi cần khô nó lẫn lộn vào với nhau, nó tạo nên một cái cảm giác kiểu u tối, kiểu trầm uất và nó kiểu khá nặng nề ấy. Đó là những cái gì mà mình ngửi được khi một cái mùi hương này nó ở trên da. Nhưng mà khi dry down trên da thì mùi hương cần này trên da mình nó lại cực kỳ hợp. Mình thì không phải là một cái thằng thích cần cho lắm, nhưng mà khi mà mình ngửi cái mùi hương này tầm 3 tiếng ở trên da thì mình cực kỳ khoái và nghĩ rằng là nếu như mà để một cái mùi hương xịt mà để đánh đố mọi người ấy, thì đây chắc chắn là mùi hương mình sẽ lựa chọn. Các bạn sẽ không bao giờ biết được là đây là một cái mùi gì. Các bạn sẽ kiểu wow, thằng này như vừa chui từ phòng hút cần hay sao ấy. Tại vì với mình ý, ở trên da cái mùi hương nó khi mà dry down nó có một cái nét ngọt rất là ma mị, rất là cuốn hút và kiểu khiến mình khám phá. Tại vì cái tốt nốt này khi mà mình vượt qua được một cái, mình càng ngày càng thấy cuốn. Nó giống như kiểu cái cảm giác mà các bạn hút cần ấy, ban đầu thì nó sẽ khét, lần đầu thì lúc nào căng thẳng khét, nhưng mà khi các bạn hút qua vài lần rồi mà thấy rằng là kiểu thả lòng bản thân, xong rồi chiêu chiêu mấy đứa bạn làm trò xung quanh nữa, thì các bạn sẽ kiểu càng ngày càng cuốn và các bạn cứ hút liên tục và các bạn thấy rằng là các bạn đang kiểu khá là phê và gần như rằng là các bạn chỉ có muốn hút thêm thôi. Thì cái mùi hương này đúng như vậy, khi mà dry down trên da mình cứ đưa lên hít hà, mình thắc mắc là không hiểu sao nó lại có một cái sự cuốn hút gọi là ma mị đến như thế. Nhân nói về mùi cần thì hôm trước mình có live stream, mình có nói rằng là sẽ có quay video chai Kinski này. Thì nhiều ông nói rằng là nếu như không nhắc tới chai nước hoa Black Arcano của nhà Natsumoto thì đấy mới là mùi cần đỉnh. Mình kiểu mùi đấy chả có cái mùi gì là mùi cần, chả có tí mạnh gì là cần luôn. Ngoài cái mùi khói ra thì chả thấy gì, và thực sự thì nó cũng chả có gì đặc biệt cả. Nó nhiều, nó tối, tóm lại là nó tạo nên, và một phần là vì người bán hai chai nước hoa này lên nữa nên là nó mới nổi tiếng như vậy. Còn nếu mà để cho mình cảm nhận thì chai đấy chả cái mẹ gì cần luôn. Nếu mà so với chai nước hoa cũng có gọi là được nhiều seller bán hàng nói là mùi cần, nó chính là Hindukush, thì chai nước hoa đấy mình có cảm giác là còn có một chút cần, nhưng mà ở đấy thì bị đẩy cái kiểu làm hoa hương lên nhiều quá nên là nhiều khi trên da mà không hợp thì cũng sẽ không lên được nốt cần, mà chỉ lên được cái nốt hoa hương ẩm ẩm thôi. Những chai nước hoa kia thì không có tuổi so với Kinski luôn. Có một chai nước hoa nữa mà mình cũng rất là tò mò, tại vì mình cũng gửi một lần khá là lâu rồi, nhưng mà lúc đó thì mình chưa có trải nghiệm nhiều lắm về nước hoa, đó chính là Killian Smoke Smoke on the Soul là cái gì đấy. Chai nước hoa của nhà Killian đó là Smoke for the Soul. Đó, mình sẽ để hình ở đây. Đó là một chai nước hoa được rất nhiều bạn nói rằng là nó giống mùi cần. Nhưng mà nếu như có dịp thì mình sẽ mà hỏi Alan xem có không để làm video review chai đấy, thì hơi khó kiếm ở Việt Nam kể cả thị trường nước ngoài. Bây giờ thì chúng ta quay lại với nhân vật chính, đó chính là Kinski. Đó là chai nước hoa này nó bám quả bao lâu và sử dụng như thế nào cho hợp lý. Với mình chai nước hoa này nó lưu ở trên da mình được khoảng tầm 7 đến 8 tiếng, cũng không phải là một con số quá tốt. Mình thì mong chờ rằng em nó bám quả tốt hơn, nhưng mà với một cái mùi hương làm nó khá là cuốn mũi và lạ như thế này thì mình có cảm nhận rằng là mình cái thời gian để mình trải nghiệm mùi trên da cảm giác nó kéo dài rất là lâu, đúng kiểu phê cần ấy, thì nó cũng chậm ấy đấy. Và cái độ tỏa hương thì có một cái điều rất là hay về chai nước hoa này, đó là nó không quá là nghi ngút, nó không quá là hừng hực, mà kể cả các bạn xịt vào trời nó tầm 25 độ thì mùi hương nó cũng chỉ kiểu hơn nửa cánh tay một tí, và nó lúc nào cũng như kiểu một cái làn khói xung quanh bạn vậy.
Thì đấy là một cái điều mình cảm thấy rằng là blend cái độ hỏa hương như thế rất là hợp lý. À, và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với câu hỏi tiếp theo, đó là xịt vào thời điểm nào? Xịt vào thời điểm nào theo anh em? Thực sự là với mình thì mình không biết xịt vào thời điểm nào luôn. Tại vì nếu mà đi hẹn hò xịt mùi hương này thì chắc là cũng phải là những cô gái kiểu tóc ngắn xong rồi bấm khuyên mũi, xỏ khuyên rốn, tay xăm trổ để may ra mới thích cái mùi này. Còn với những cái bạn, đa số những bạn nữ đến đây, mình nghĩ là không phải là một cái mùi hương sử dụng tốt đi hẹn hò, các bạn sẽ không muốn nói rằng là em ơi mùi anh xịt cái mùi gì mà hôi mà ngái thế, tởm thế, hay là anh vừa đi hút cần về à. Xịt đi làm thì lại càng không, các bạn sẽ không thể muốn trở thành tâm điểm của sự nghiện ngập, của sự hút chích ở trong phòng làm việc, đúng không? Còn xịt đi đâu nữa? Xịt mùa đông. Mùa này thì chắc là nếu mà có một cái điểm hợp lý, đó là dành cho những anh em nào chuyên cần mà đi uống cà phê, chưa muốn hút vội nhưng mà vẫn muốn ngửi thấy mùi cần, đó mà là một thanh niên đam mê về cần, là một cần thủ, thì chắc là xịt mùi hương này. Còn với cá nhân mình thì mình nghĩ là đây không phải là một chai nước hoa phục vụ bạn, mà đây là một chai nước hoa để bạn có thể gọi là cảm nhận được cái tinh thần sáng tạo, cũng như là cảm nhận được cái nét đẹp trong nghệ thuật nước hoa. Và những cái mùi hương này thì nó cần thời gian và nó cực kỳ kén chọn những người sử dụng. Và nếu như anh em nào mua chai nước hoa này thì mình nghĩ là một phần là vì coi trọng perfumer, coi trọng những cái sản phẩm nghệ thuật về mùi hương và muốn thử xem là cái mùi cần trong nước hoa như thế nào. Còn chai nước hoa này thực sự nếu mà để dùng bình thường ấy, thì nó không phù hợp với một điểm nào cả. Đánh giá trên cái thang điểm về cái độ đa dụng và về cái độ nghịch mũi thì chai nước hoa này phải chấm rằng là 0 trên 10 luôn. Nhưng mà nếu mà đánh giá về cái sự sáng tạo, về cái tài năng của người làm mùi thì đây thực sự nó sẽ giành được một số điểm tối đa tầm 9.5, 9/10, thậm chí là 10/10. Mà nếu như bạn là người nghiện mùi cần, bạn là cần thủ, thì ngoài việc các bạn chơi bằng hệ khói ra thì các bạn có thể chơi bằng hệ hương. Đây là một chai nước hoa mình nghĩ là sau video này các bạn cũng có thể mua thêm. Mình đảm bảo rằng là nó rất là ngon và nó làm chai nước hoa mình cảm thấy là như là trong thế giới nước hoa ít chai nước hoa nào làm được mùi cần như này. Đó, mùi cần rất bệ rạc, rất là chơi bời, rất là bẩn. Kinski, đừng quên like, share cũng như là ấn vào nút chuông theo dõi để nhận được những cái video mới nhất nha. Xin chào em lại, bye bye.